Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch đến với chuyên mục bất động sản cần bán. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người cái lô đất công cực kỳ đẹp ở xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Lô đất là 7.784 m², hai mặt tiền trước sau. Đó là cái lô màu mảng xanh đó mọi người. Phía sau bức tường mọi người nhé. Hiện giờ thì mình bay playcam là nó nằm ở phía tây nam của video mình đó. Cái lô đất công này với diện tích là 7.784 m² mọi người nhé, bề rộng là 33 m và chiều dài là 236 m², hai mặt tiền trước sau, gần cái hồ Lộc An luôn rồi đó, qua hồ Lộc An rất là gần mọi người nhé. Theo cái video là mọi người sẽ thấy từ cái vị trí lô đất, mọi người đi theo cái hướng đông nam là xuống khu tái định cư Lộc An Bình Sơn đó mọi người, là cỡ khoảng gần 3 km mọi người nhé. Còn mọi người ra tới mặt đường DT7 số 9 nó thì tầm 3.5 km. Cái lô đất này thì tính ra là 66 mắc mặt tiền đó mọi người, hai mặt tiền trước sau mọi người nhé. Lô đất công mình quay đó, cái mảng xanh xanh đó mọi người là rất là rộng, 7.784 m² mọi người nha, và giá là 18 tỷ thương lượng. Khu vực này thì là khu dân cư của xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nên là nó sẽ tập trung rất là nhiều cái dịch vụ trong này mọi người, các cái khu chợ cũng như là trường học và khu công nghiệp mọi người nhé, có từng cụm khu công nghiệp nhỏ. Và cái này thì cũng là sát cái khu công nghiệp lớn của Lộc An, huyện Long Thành luôn mọi người. Và phía tây nam, phía đông nam của cái lô đất này thì có cái dự án tái định cư sân bay. Và phía tây bắc là có dự án của đất xanh đó mọi người nha. Và gần cái hồ Lộc An rất là gần. Gửi cho mọi người lô đất đẹp nha, 7.784 m², giá 18 tỷ thương lượng mọi người nhé.